lùn Trần Xuân Tiến chia tay bạn gái người mẫu dù đã chụp xong ảnh cưới. Câu chuyện từng gây sốt trên mạng của anh chàng cao 1m26 Trần Xuân Tiến và cô người mẫu Lê Thanh Thảo cao 1m75 đã âm thầm tan vỡ gần một năm nay. Tôi gặp Trần Xuân Tiến trong một buổi tập kịch, trong khi các diễn viên khác đùa giỡn, thì Tiến nhỏ bé ngồi thu gọn người trên ghế. Ánh mắt buồn của Trần Xuân Tiến thu hút tôi tới nói chuyện. Đã quen với mức sống thấp. Chào Tiến, Tiến từng tốt nghiệp đại học FPT chuyên ngành truyền thông đa phương tiện nhưng lại không theo lĩnh vực này. Cơ duyên nào đã đưa bạn rẽ vào con đường nghệ thuật? Hồi đó Tiến chơi trong một nhóm bạn, cả nhóm rủ nhau làm clip. Mỗi người đóng một vai vui vui, Tiến được mọi người thích trong clip Kính Vàng Bông. Khi nhóm được biết đến, các thành viên tách ra đi diễn sân khấu kịch. Một thời gian sau, Tiến được mời đi đóng phim truyền hình, điện ảnh, rồi Tiến bắt đầu tham gia game show. Trong thời gian đó, Tiến vẫn học ở trường FPT và tốt nghiệp. Với Tiến, nghệ thuật là một ngành mới mẻ, nó cho mình động lực để học hỏi thêm, nên muốn dấn thân. Ngoại hình nhỏ bé lại là một diễn viên tay ngang, điều đó đã bao giờ khiến bạn gặp khó khăn và muốn bỏ cuộc chưa? Có năm 2012, Tiến tham gia bộ phim Mặt Nạ của đạo diễn Lâm Minh Hiền. Trong phim đó, Tiến đóng vai một đứa bé mồ côi đi nhặt rác và được gặp anh chị kia cưu mang. Anh chị đó là cảnh sát hình sự hoạt động ngầm. Họ nhờ đứa trẻ vào nhặt rác trong một công trình xây dựng để theo dõi bọn tội phạm. Trong quá trình đó, đứa bé tình cờ gặp người mẹ ruột đã bỏ rơi mình bao nhiêu năm qua. Phân cảnh bi đó, Tiến diễn không được. Cảm xúc tâm lý của đứa trẻ mồ côi gặp mẹ rất khó để diễn tả. Đối với một diễn viên tay ngang mới vô nghề như Tiến, vì không tìm được cảm xúc để đóng cho giống thật nên Tiến bị đạo diễn chửi. Tiến về nằm nghỉ tủi thân mà khóc. Tiến đã tính bỏ nghề nhưng nghĩ mới gặp chút khó khăn mà đã bỏ cuộc thì mình dở quá, kém quá. Rồi cảm giác nhớ nghề, cảm giác thèm được đóng phim lại thôi thúc. Tiến nghĩ sao mình không cố gắng làm tốt để người ta không chửi mà ngồi khóc. Nghĩ đến, Tiến quyết định học hỏi đàn anh đàn chị. Ví dụ diễn với chú Chí Tài, cô Cát Phượng, Tiến sẽ hỏi chỗ này, đoạn này con phải làm thế nào mới tốt. Có sự hướng dẫn của các cô chú, đàn anh, đàn chị nên Tiến biết phải làm sao để diễn ổn hơn. Ngoại hình của Tiến khá kén vai, điều này hẳn ảnh hưởng đến thu nhập của bạn. Đúng là do ngoại hình đặc biệt nên vai dành cho Tiến rất hiếm, chủ yếu là vai phụ, lâu lâu mới có một vai thứ chính. Vào nghề cũng 5 năm nhưng đến giờ Tiến mới đóng 4 năm phim truyền hình và vài phim điện ảnh. Năm ngoái, Tiến có một vai trong phim chiếu rạp Vệ sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ, đóng chung với anh Bằng Kiều, và khách mời trong Gái Già Lắm Chiêu, và mới đây là Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa. Trong phim Nắng 2, Tiến cũng có một vai nhỏ. Nghề diễn viên thu nhập vốn đã không ổn định, Tiến lại cán vai nên chắc chắn thu nhập càng bấp bênh. Vậy Tiến làm thế nào để có tiền trang trải cuộc sống? Từ thời sinh viên đến giờ, mức sống của Tiến rất thấp, nên Tiến biết cách chi tiêu tiết kiệm và có kế hoạch tài chính để không bị thiếu thốn. Trong suốt thời sinh viên, mỗi tháng mẹ cho Tiến đúng 2 triệu vừa tiền nhà trọ vừa tiền đi lại, tiền ăn uống và các chi phí phát sinh khác nếu có. Riêng tiền trọ mỗi tháng đã hết 1 triệu, Tiến chỉ còn 1 triệu để sống trong một tháng. Cứ đến cuối tháng trong túi tiền chỉ còn đúng 10.000 đồng. Chính vì hoàn cảnh như thế nên Tiến sớm biết phải chi tiêu thế nào cho vừa vặn với số tiền mình có. Bây giờ cũng vậy, tiền show, tiền đi phim trang trải vừa khít chi phí cuộc sống. Thật ra, Tiến từng mong sẽ cải thiện cuộc sống bằng việc kinh doanh. Tiến có một shop bán hàng online, chủ yếu là quần áo ốp lưng. Mong muốn ban đầu là công việc này sẽ giúp cải thiện thu nhập, đồng thời cho Tiến việc làm trong thời gian rảnh. Nhưng sau này, Tiến nhận ra là buôn bán phải có thời và có tay mới thành công. Tiến không có duyên bán hàng, nên công việc làm thêm này không giúp Tiến dư giả thêm. Chia tay vì áp lực gia đình bạn gái. Với chiều cao 1m26, có khiến bạn gặp nhiều éo le trong cuộc sống không? Có chứ chị, hồi xưa Tiến ở quận 12 và đi học bằng xe buýt. Giờ tan tầm, xe buýt luôn đông nghẹt, không có chỗ ngồi, thường xuyên phải đứng. Người bình thường đứng không sao, còn Tiến cao có 1m26 mà phải chen lấn rất khổ. Chưa kể chuyện vóc dáng nhỏ bé quá, nên mỗi lần về qua khu công nghiệp Tân Bình, cầu Tham Lương, người xe đều đông. Tiến xém bị xe tông mấy lần ở khu vực này. Tiến xin mẹ cho chuyển về quận 3 ở chung với một người bạn, chi phí nhà trọ vẫn vậy mà tiện đi lại hơn. Còn chuyện Tiến và cô bạn gái người mẫu cao 1m75 từng ồn ào trên báo điện tử một thời gian dài thế nào, hai người thậm chí đã chụp ảnh cưới. Công chúng đã rất chờ đợi một đám cưới có một không hai này nhưng mãi vẫn chưa thấy diễn ra. Tiến và cô ấy chia tay cách đây gần một năm rồi. Điều gì đã xảy ra, áp lực từ dư luận hay gia đình cô bạn gái? Giả sử chỉ có một cô con gái và 17 năm sau chị mới sinh tiếp thì đứa con ấy cũng giống như con một. Sau này cô ấy lớn lên, đi làm và quen một người bạn trai như Tiến. Đặt tâm lý là chị có muốn cho con mình quen người như Tiến không?
đó là cảm giác của gia đình cô ấy. Tiến hoàn toàn hiểu và thông cảm. Bố mẹ yêu thương, vất vả nuôi nấng và cô ấy trưởng thành, đâu phải mớ rau ngoài chợ mà ai muốn lấy thì lấy. Ngày xưa Tiến và cô ấy yêu nhau cũng bình thường, đăng ảnh post lên Facebook, nhưng rồi báo chí biết và viết bài lùm lum. Người ủng hộ nói tốt, đẹp không sao, người không ủng hộ viết điều này điều kia, nhiều lúc đọc buồn mà muốn khóc. Nhưng rồi Tiến và cô ấy cũng vượt qua được dư luận xã hội, hai đứa được biết tới nhiều hơn, công việc cũng ổn hơn, nhưng lại nảy sinh nhiều khó khăn từ gia đình và công việc nên cuối cùng hai đứa chia tay. Ai là người chủ động nói lời chia tay? Tiến là người chủ động để mọi thứ êm đẹp, cô ấy cũng đồng thuận sau một thời gian dài đấu tranh xem có nên tiếp tục hay không. Từ khi chia tay, Tiến và cô ấy cũng ít gặp nhau vì công việc gần như không liên quan. Thỉnh thoảng đi show thì gặp cũng nói chuyện bình thường như những người bạn khác. Tiến hiện chưa có bạn gái mới, Tiến không muốn nhắc tới chuyện này để tránh ồn ào. Tiến muốn nó kết thúc nhẹ nhàng và êm đẹp. Cần xem oán để thấy Huỳnh Đông đã làm được những gì với 3,5 tỷ đồng. Phim Việt Nam thường yếu nhất về khâu kịch bản nên hay dùng kỹ thuật để lấp liếm điểm yếu này. Oán sẽ cho bạn một cái nhìn khác trong bối cảnh chung của điện ảnh mùa phim Tết, chỉ đầy rẫy các chiêu trò tấu hài cũng mềm cốt để lấy tiếng cười. Những ngày cận Tết, giữa một loạt phim hài chọc cười mô típ quen thuộc, phim tình cảm, phim hành động Mỹ, thì một bộ phim kinh dị made in Việt Nam hẳn cũng khiến nhiều khán giả tò mò. Đây là những lý do mà bạn không nên bỏ qua bộ phim Oán, bộ phim kinh dị duy nhất trong thời điểm này và là bộ phim xứng đáng mở hàng cho điện ảnh Việt 2017. Một bộ phim với kịch bản khá hấp dẫn. Oán có một kịch bản khá hấp dẫn với các nút thắt mở được tính toán kỹ lưỡng hợp lý. Facebook Nguyễn Ngọc Thạch sau khi xem Oán đã ngay lập tức viết trên trang cá nhân. Cái đáng khen nhất của phim này là một tư duy điện ảnh rất nghiêm túc, đầu tư cho tác phẩm của mình từ khâu kịch bản khi đặt các nút thắt mở hợp lý trong câu chuyện phim. Chứ không phải dòng phim làm cẩu thả, kịch bản lỏng lẻo phi lý, chỉ gom vài tên tuổi nóng vào để lừa tiền khán giả. Cách kể chuyện lôi cuốn. Điểm cộng nữa của Oán là cách kể chuyện không bị rập khuôn trong mẫu chung của các thể loại phim kinh dị dạ ma đơn thân. Các nhân vật trong Oán được tính toán kỹ lưỡng, khi nào nên xuất hiện và các tình huống được đưa ra đầu phim thì dần dần được giải thích đầy đủ và chi tiết. Dù kịch bản khá ngắn, Oán vẫn cài cắm đầy đủ các mắt xích để người xem ngày càng tò mò, kể cả khi câu chuyện đã kết thúc thì tâm lý nhân vật vẫn tiếp tục được khai thác để đầy cảm xúc cho khán giả. Dàn diễn viên thực lực. Ngoài Vân Trang là diễn viên Kiến An thì những diễn viên còn lại như Bạch Công Khanh, Bella Mai đều khá mới trong lĩnh vực diễn xuất. Thế nhưng họ đã cùng nhau phối hợp ăn ý để mang đến cho khán giả tác phẩm tốt nhất, tử tế nhất. Bella Mai ghi dấu ấn với lối diễn xuất chắc chắn tự nhiên trong những phân cảnh tâm lý. Bạch Công Khanh mượt mà trong những câu thoại gây cười. Đặc biệt hai diễn viên nhỏ cũng có phân đoạn diễn ấn tượng khiến khán giả xúc động. Là một diễn viên trẻ tài năng, Vân Trang luôn là lựa chọn của rất nhiều đạo diễn tên tuổi. Việc xuất hiện trong bộ phim Oán thật sự khiến khán giả bất ngờ, bởi đây là một bộ phim được làm với kinh phí cực thấp, nhưng Trang không hề ngần ngại tham gia, mà thời điểm quay lại đúng lúc cô đang chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của mình. Dù việc riêng đang trong lúc quan trọng, nhưng vì ân tình với Huỳnh Đông, cô đã hết mình với vai diễn. Nếu không phải là Vân Trang thì rất khó có ai mang nhiều cảm xúc cho vai An của Oán đến thế. Đạo diễn Huỳnh Đông và cách làm phim Con nhà nghèo. Trong thời buổi, bộ phim nào ra rạp cũng đại cảnh hoành tráng. Flycam rầm rộ, kinh phí khổng lồ thì Oán với mức đầu tư dốc sạch túi cũng chỉ chồm chèm con số 3,5 tỷ, thật sự là điểm khác biệt ấn tượng. Tất nhiên, vì là Con nhà nghèo nên Oán có nhiều hạn chế về màu phim, nhạc phim và đạo cụ. Nhưng đây cũng là những kinh nghiệm quý giá về cách sản xuất điều hành. Nhìn chung, với những ai đang có ý định nghiêm túc với điện ảnh, dù nghiên cứu hay làm nghề, thì đây cũng là ấn tượng cần học hỏi, xem để thấy đạo diễn trẻ Huỳnh Đông đã có thể làm được những gì với mức kinh phí chỉ với 3,5 tỷ trong bộ phim đầu tay của mình. Cơ hội cuối cùng để gặp lại cố diễn viên ca sĩ Minh Thuận. Dù anh đã đi xa, nhưng với khán giả thì hình ảnh anh còn mãi lưu luyến trong trái tim họ. Với vai diễn Mỹ Mỹ trong phim Oán, dù là một vai diễn vui vẻ đáng yêu, nhưng khi nhìn bước chân anh lên cầu thang trong cửa tiệm áo, hay hai tay anh vẫn vẫy chào bốn người em trong phim, nhiều khán giả không cầm được nước mắt. Bởi đó có lẽ là hình ảnh cuối cùng của anh với công chúng. Tôi đã nghe thấy tiếng nấc của ai đó trong phòng chiếu phim khi chiếc xe di chuyển. Và hình ảnh Minh Thuận Mỹ Mỹ lùi dần về phía sau.